Sáng ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã cùng ban lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Trí Công, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là nơi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh đang trong diện cách ly do dịch COVID-19. Điểm thi này là cái điểm thi dành cho các cái thí sinh F1, F2. Thì công chí cũng đã chuẩn bị rất tốt các cái điều kiện để phục vụ cho cái cuộc thi của các cháu. Lưu ý tạo ra cái tâm lý tốt nhất cho các cái thí sinh để các em có cái kết quả thi cái tốt nhất. Và lưu ý các cái biện pháp phòng ngừa và cũng như là cái điều kiện phục vụ trong cái thời gian thi cũng như là cái thời gian nghỉ trưa cho các cháu. Sáng cùng ngày, 240 cán bộ đã được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại trường Trung học phổ thông Võ Chí Công. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ giáo viên, lực lượng giám sát tại điểm thi này. Điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Chí Công có 69 thí sinh tham gia dự thi. Khi kỳ thi được diễn ra, cán bộ coi thi được trang bị bảo hộ 100% và tất cả các quy trình phòng dịch được thực hiện tương tự các cán bộ y tế. Đối với cái thi C1 thì theo cái phương án bố trí để cho còn hiện tại có một em thì được bố trí thi riêng một phòng. Trường hợp và thí sinh F2 mà đang cách ly tại địa phương thì sẽ có xe của Sở Giao thông Vận tải thì người ta sẽ bố trí đưa đón. Tại vì cái số lượng mà thí sinh F1, F2 này là có cái sự thay đổi. Ví dụ như sau khi mà rà soát cái xét nghiệm này nó có phát sinh thêm thì sẽ công bố vào chiều ngày 2 tháng 9 thì sẽ bố trí tùy theo cái số lượng sẽ bố trí. Ban lãnh đạo chia điểm thi thành 3 khu vực phù hợp với các trường hợp dự thi gồm F1, F2 và những thí sinh mang yếu tố dịch tễ khác đang được cách ly. Mỗi khu vực được phân chia độc lập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Hôm qua, ngày 31 tháng 8, gần 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi đã được lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.